Tự tay hái và thưởng thức những trái mận chín đỏ, căng mọng, còn nguyên lớp phấn trắng là một trong những trải nghiệm thú vị với du khách khi tới cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Bởi vậy mà từ cuối tháng 4 đến nay, khi vào chính vụ thu hoạch, những thung lũng mận như Nà Ca, Mu Náu, các bản Pa Phách, Pa Khen ở thị trấn nông trường Mộc Châu luôn rộn ràng, tấp nập. Từ khi mà lên Mộc Châu rồi là tôi chưa có mua một quả mận nào bên ngoài hết đấy. Để cho vào đúng cái vườn này thì mình mới mua đây này. Mình mới hái này là tôi mua về để làm quà cho bạn bè, gia đình. Đấy. Mà những cái quả mận nó được hái mới hái xuống này nó tươi ngon như vậy. Thực sự là rất là thích. Khung cảnh nên thơ của những vườn mận có tuổi đời gần 30 năm với nhiều cây cổ thụ thân to, canh tỏa, sai chĩu khiến không ít du khách muốn hóa thân thành những cô sơn nữ, anh nông dân, vui lu cờ hay xách giỏ trên tay, vừa hái quả, vừa lưu lại những khung hình độc đáo. Để đem lại những trải nghiệm ấn tượng cho du khách, các hộ trồng mận ở Mộc Châu đã dành thời gian, tâm sức, chăm sóc vườn cây và tạo nên những sản phẩm an toàn, chất lượng. Khi bắt đầu thu hoạch trái, trái bắt đầu chín, to dần thì vườn sẽ phải chống đỡ những cái cành nó cổ thụ. Đấy, để giữ được cây đó chắc khỏe, không bị gãy cành. Và thường xuyên ra vườn chăm bón để xem tình hình cây trái nó như nào. Đấy, thì đây là thực tế lại tại vườn. Chăm thì là phần như là hữu cơ và phân thuốc lên cây đúng thời gian, đúng lịch trình của mình và có theo dõi. Nhà mình thì chăm theo đúng tiêu chuẩn của VietGAP luôn. Đó, có theo dõi tất cả phân thuốc. Và vườn mình thì là căn bản là cũng có mở du lịch nên là phải theo dõi đầy đủ để có mọi người còn vào tham quan trải nghiệm. Hàng chục năm bén rễ và phủ xanh mảnh đất cao nguyên, cây mận hậu đã gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc Mộc Châu. Từ chỗ để cây mận phát triển tự nhiên, bà con đã từng bước thay đổi phương pháp canh tác theo quy trình, nâng cao chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao. Tôi thì trồng cây mận này là nó rơi vào 30 năm rồi. Và cây mận này là chúng tôi làm theo tiêu chuẩn VietGAP. Chúng tôi làm nó khi chăm sóc cây và đến lúc hái quả này thì chúng tôi làm tiêu chuẩn VietGAP là nó sẽ đảm bảo cái quả mận sạch 100%. Trái mận nhà tôi đây. Đó, đây. Trái mận nhà tôi là nó sạch sẽ. Chủ vườn chúng tôi ăn rất ngọt và còn ngon. Và mỗi một ngày chúng tôi tiêu chuẩn nó chỉ khoảng độ 50 đến 100 du khách vào để đảm bảo hái quả trong vườn thôi, chứ chúng tôi không coi như là cho ủ ạt. Ở mỗi một hecta là nó phải rơi vào 300 đến 400 triệu trên một hecta. Không chỉ là một trong những vựa mận lớn của cả nước với diện tích hơn 3.500 hecta, Mộc Châu ngày càng được du khách trong nước cùng bạn bè quốc tế biết đến bởi những sản phẩm nông sản, du lịch hấp dẫn. Thích lắm em ạ. Đặc biệt là từ khi địa phương này triển khai chủ trương phát triển nông nghiệp tương hỗ cho du lịch. Tới đây vào ngày 18 tháng 5, ngày hội hái quả sẽ được tổ chức tại thung lũng mận Nà Ca, thủ phủ mận hậu của Mộc Châu trong khuôn khổ lễ công bố khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đây cũng là cơ hội để du khách gần xa trải nghiệm những sản vật đặc trưng, nét đẹp văn hóa, khám phá miền đất, con người tại điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới.